Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 11 âm lịch là ngày đẹp nhất với 6 con giáp này: Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Thân, Tuất. Bởi ngày hôm nay, những con giáp này sẽ được thần tài chiếu mệnh. Họ vốn dĩ là những người chăm chỉ, nhiệt huyết, giàu lòng nhân ái hay giúp đỡ những người xung quanh. Thế nhưng trong thời gian vừa rồi, các bạn đã gặp những chuyện không như ý muốn. Nhưng các bạn hãy cứ yên tâm, bởi chỉ cần bước sang ngày 18 tháng 11 âm lịch, các bạn sẽ bất ngờ gặp vận may. Tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt, mọi công việc dự định như chưa thực hiện đều có khả năng cao sẽ trôi chảy, thuận lợi như nước chảy xuôi dòng. Ra đường sẽ được người khác giới để mắt, giúp đỡ, hơn nữa còn dễ gặp được ý trung nhân. Tuổi Dần, nhờ Tuất Dần bán hợp, tử vi hôm nay dự đoán người tuổi Dần có thể sẽ đón tin vui trong chuyện tình cảm. Người độc thân có cơ hội mở rộng mối quan hệ, làm quen với nhiều đối tượng ưng ý, nhân duyên đến khá bất ngờ, bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận. Trong khi đó, các cặp đôi cũng có khoảng thời gian lý tưởng để xử lý những vấn đề và hiểu lầm trong mối quan hệ. Đừng nghe lời nói ra nói vào của người khác mà tự phá hỏng tình yêu của mình. Hãy lắng nghe điều trái tim mách bảo và tin tưởng vào người ấy. Tài lộc ở thời điểm này nhìn chung vẫn khá dồi dào, nhưng bạn cũng phải chi trả nhiều thứ cho sinh hoạt thường ngày nên khoản tích góp chưa thật sự nhiều. Công việc không có gì đáng ngại, bạn xử lý mọi thứ đâu ra đấy, duy trì phong độ ổn định của mình. Tuy nhiên, sức khỏe trong ngày hôm nay không được thuận lợi cho lắm. Có hung tinh chiếu mệnh khiến thể trạng sa sút, tuổi Dần có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn giấc ngủ. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên cẩn thận khi đi lại, đề phòng tai nạn và vấp bị thương. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dần nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Mão, xem tử vi ngày 18 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp, cục diện lục hợp nâng đỡ người tuổi Mão giúp vận trình mới của bạn thêm rực rỡ. Con giáp này may mắn nhận tin vui cả về tình cảm và tiền bạc trong ngày hôm nay. Nếu có kế hoạch ấp ủ, bạn nên tiến hành trong hôm nay để tranh thủ tận dụng cát khí. Được lục hợp che chở, vận quý nhân trong tháng khá vượng, con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế, hiệu suất của công việc được cải thiện rõ rệt. Bản mệnh cũng chủ động, xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá rất cao. Về tài chính, hôm nay dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng có chút lộc lá về tay, tiền tiêu rủng rỉnh, không lo thiếu thốn. Nhưng vẫn nên chi tiêu có kế hoạch, không nên vung tiền bạt mạng mà nên đề phòng những khi túng thiếu, cần dùng tới. Những ai đang độc thân hôm nay vận đào hoa ngập lối, có cơ hội gặp được tiếng sét ái tình và đắm chìm trong tình yêu. Các cặp đôi hài lòng với mối quan hệ ngọt ngào hiện tại, tình cảm của hai bạn khiến không ít người ghen tị và ngưỡng mộ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ, ngày 18 tháng 11 năm 2022 âm lịch, người tuổi Tỵ được thiên ấn ủng hộ nên công danh sự nghiệp đang trên đà tăng tiến. Mọi thứ trở nên hanh thông thuận lợi, khó khăn đều được giải quyết dễ dàng. Bản mệnh cũng thể hiện được bản lĩnh của mình trên con đường tìm kiếm công danh. Ngày này bạn còn có thể sẽ có những buổi hẹn khá quan trọng với những người mà bạn ngưỡng mộ. Đây cũng là cơ hội tốt để bạn mở rộng mối quan hệ, quen biết thêm nhiều bạn mới, đặc biệt là người trong cùng lĩnh vực, giúp ích cho công việc tương lai sau này. Công việc suôn sẻ, kéo theo tài chính ổn định, bạn gần như không gặp vấn đề nào về việc chi tiêu ở thời điểm hiện tại. Hỏa sinh thổ cũng giúp cho tình yêu đôi lứa thêm bền chặt. Con giáp này đủ tâm lý và tinh tế để nhận ra khi nào đối phương cần được an ủi và vỗ về nhất. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ, có tam hợp cục độ mệnh, tuổi Ngọ có một ngày vượng cả tài lẫn tình. Việc kinh doanh buôn bán ở thời điểm này nhờ sự trợ giúp của quý nhân nên suôn sẻ vượt cả mong đợi của bản mệnh.
Nhìn khoản lợi nhuận thu về, bạn có đôi chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng suy nghĩ đến việc tích lũy và đầu tư để duy trì tài khí thêm vượng. Con giáp này cũng giành được một số thành tựu nhất định trong sự nghiệp cá nhân của mình. Với tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh đã vượt qua được mọi khó khăn trở ngại để giành lấy mục tiêu, không ngại khó khăn, cực khổ, chứng minh được vai trò không thể thay thế của mình. Ngũ hành tương sinh cũng giúp các cặp đôi được tận hưởng những giây phút ấm áp bên những người thân yêu của mình. Tình cảm giữa bạn và người ấy ngày càng thắm thiết hơn, gia đình êm ấm chính là động lực để bạn cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân có tam hội cục che chở, tuổi Thân có nguồn năng lượng tràn đầy, làm việc hết mình, chính vì thế hiệu quả công việc tăng lên đáng kể. Điều này giúp cho bản mệnh có ngày làm việc tương đối thoải mái và dễ chịu mà không gặp phải áp lực hay căng thẳng nào quá lớn. Với màn thể hiện của mình, rất có thể trong thời gian tới, bản mệnh sẽ được giao phó những trách nhiệm mới trong công việc. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chấp nhận thách thức. Đây cũng là thời điểm con giáp này có một bước tiến rất lớn trong sự nghiệp. Thổ sinh kim cũng giúp hàn gắn những vết rạn nứt trong mối quan hệ lứa đôi. Cả hai đều chủ động nhận lỗi về mình để gìn giữ tình yêu. Người độc thân nên tích cực tham gia các buổi gặp mặt, giao lưu hơn và cũng sẽ kết bạn với nhiều đối tượng thú vị. Biết đâu trong đó con giáp này sẽ tìm thấy nửa kia phù hợp với mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất được Tỷ Kiên trợ mệnh nên có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và có lợi cho tương lai của mình. Bạn không ngại đánh đổi để giành lấy thành công, cũng chẳng sợ khó hay sợ khổ. Đó chính là lý do bạn có thể đạt được những thành tựu như hôm nay. Vận trình tài lộc cũng ở thời kỳ cực vượng, con giáp này có những cơ hội kiếm tiền rõ ràng hơn rất nhiều. Người tuổi Tuất chỉ cần phát huy hết khả năng, chịu thương chịu khó thì hoàn toàn có thể chiến thắng được những khó khăn, chông gai phía trước để cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Phương diện tình cảm không phải mối bận tâm chính của người tuổi Tuất trong ngày này, nhưng điều đó không có nghĩa bạn bỏ bê, không đoái hoài gì tới nửa kia. Dù bận rộn nhưng con giáp này vẫn tranh thủ thời gian để hỏi han và quan tâm tới người ấy, giúp tình cảm luôn bền chặt. Để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 11 năm 2022 âm lịch, tức Chủ nhật ngày 11 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày Mậu Tuất tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày Mậu Tuất thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc. Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tuyệt Thìn. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Canh Thìn, Bính Thìn. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.